Đó, xin chào mọi người. Đó thì giờ mình làm clip test cho cái cặp 101 này cho mọi người nghe thử nha. Thì nó chơi cái nhạc không lời rất hay, đặc biệt là ở khoảng cách xa thì nó vẫn nghe rất là rõ, rất là hay nha. Chứ nó không phải là tiếng ù ù tối đâu. Thì cái con này nó là chuyên chuyên trả lời cho karaoke và nghe nhạc phòng trà. Đó, thì giờ mình mở một đoạn nhạc guitar cho mình nghe thử, rồi mình mở một vài bài nhạc nha. Thì đặc biệt của dòng này là nó bền bỉ lắm mọi người, cái vỏ nhựa của nó chống nước luôn á, nên là mọi người xài trong những cái môi trường bên ngoài á, ngoài trời cũng ok, nói chung là nó khá là bền. Và đặc biệt là mọi người có chơi quá cái công suất của nó thì nó cũng khó là cháy nha, tại vì nó sẽ có cái bóng đèn nó cản đi, rất là khó để cháy bóng đèn, trường hợp mà nó cháy thì nó cháy bóng đèn thì cũng không cháy loa nữa. Mà những cái con này thường mình chưa thấy nó cháy bóng đèn bao giờ cả. Ok, mở một bài Lệ Quyên cho mọi người nghe nha. Và anh lại nhớ, nhưng giờ em đứng chờ chồng một mình lặng lẽ, ướt lạnh trong mưa vì anh. Mỗi tay quá tính bỏ vô cái nhà mọi người. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bao giông, giờ hoang tàn lãng quên nơi cuối đường có em riêng chờ đợi. Trên vai anh khóc òa, nhưng con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em tận đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời em không quên chân tình dành hết cho anh. Đó, âm thanh nó rất là hay nha. Mình mở một bài vậy. Hòa tấu bên YouTube cho mình nghe thử nhé. Nhạc hòa tấu tại vì nó nghe chỉ nhạc nhẹ thôi nha mọi người.
Ok, nghe một bài Trường Vũ nha mọi người. Không giờ rồi em ngủ đi thôi, hơi đâu mà lo lắng em ơi, thà nghèo mà biết mến thương còn hơn giàu có đôi hay mình. Chẳng lẽ nghèo hoài hay sao? Giờ rồi anh biết chưa anh, sao anh còn thao thức trong đêm? Bọn mình nghèo túng để cho quen, ngày sau giàu có mới thương thêm. Thôi em đừng buồn tôi lắm. Em ơi, rằng trời sinh voi sinh cỏ, đâu ai đói mà em lo. Em thao tâm hoài thêm ôm không giờ rồi ta ngủ cho say, mai đây còn lo giờ rước chân đôi tay vẫn tin hạnh phúc ở tương lai không bao giờ tình nhạt rồi anh ngủ đi thôi, hỡi đâu mà lo lắng anh ơi, thà nghèo mà biết mến thương nhau còn hơn giàu có đôi thay mình. Chẳng lẽ nghèo hoài hay sao? Ok, mình dừng clip này đây nha mọi người. Đó thì đặc biệt cái những cái dòng bass này á, thì nó đánh bằng cái âm ly bass khá là hợp, ra âm thanh cũng rất là hay đó. Nên mọi người tham khảo nha, ai có nhu cầu thì liên hệ mình nha. Ok, xin cảm ơn.